Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một xe đạp Czech Multi-Czech 7200, là dòng xe đạp Touring của thương hiệu Czech, thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Xe được sử dụng bộ đè group chuyển động của Shimano, khung nhôm, bánh 700C, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Một chiếc xe đạp bãi của thương hiệu Czech. Model Multi-Czech 7200 nhôm, toàn bộ là vừa nhập khẩu với chiếc chính hãng hết, từ vành đến lốp vẫn còn nguyên bản môn Czech này, cùng sản xuất xe đạp riêng của dòng Czech. Mayer Shimano. Bộ đè chuyển số Shimano C201. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị một bộ ghi đông cong và bộ tay bấm của Shimano với 8 speed ở đây. Bên này là 3, giống như cả là 3 tầng đĩa và 8 tầng níp cho xe 24 tốc độ khác nhau. Bánh 700C, phanh chữ V, phanh rất thường thấy ở trong những chiếc xe nhập bãi, phanh V. Yên của chiếc xe có cả giảm sóc ở đây luôn, có cái trải nghiệm nó sẽ êm hái hơn khi đi những con đường sóc. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Chào các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 52 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 54 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 75-76 thì phù hợp. Nên đây là phải nhả về đĩa sau. Quay nhá. Rồi. Khi sử dụng chiếc xe này thì các bác lưu ý là lên tầng lip to này thì phải xuống cái đĩa nhỏ, không thì nó sẽ bị cưỡng xích, nó sẽ gây cái tình trạng gọi là cưỡng xích. Phải xuống đĩa thì mới lên được tầng to. À, giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 6.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.